Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Có bài học quỳ hả thằng? Ở đảo này chỉ có hai người là tôi và con gái tôi thôi. Tôi nói chuyện với dòng đó. Tôi không biết viết chữ Lan. Thầy viết giùm tôi để mai mốt tôi gửi vô đất liền. Như thế này thầy. Lan thôi nha. Đúng rồi. Tôi khó lắm đó. Dạ đây chỉ là súng đồ chơi và bắn lên nước thôi à, chứ không có gây hại gì cho các cháu hết. Thầy đồ của con đây rồi. Con chào thầy ạ. Thầy chào con. Thầy là một người có kiến thức sâu rộng, là một người quang minh chính đại, giúp dân. Còn đối với thầy, con là người thế nào hả thầy? Con là một học sinh mà thầy mới đảm nhiệm vô, cho nên thầy cần phải có nhiều bài học để rèn luyện cho con rất là kỹ. Con có gì thắc mắc con cứ hỏi thầy, thầy sẽ giải đáp cho con hết. Trong đó có bài học quỳ hả thầy? Thầy ác quá thầy ạ. Ủa thầy bắt mày quỳ hả? Chứ sao nữa, thầy là người phạt con quỳ nãy giờ nè. Con đứng dậy đi. Dạ. Con theo thầy, ước mong của con là sẽ thi đậu trạng nguyên. Thầy nhìn con đi, con có tố chất để trở thành trạng nguyên không thầy? Có. Con hời hợt vậy thầy. Thầy làm thầy thì phải động viên với học trò chứ, phải tạo niềm tin chứ. Tại tao sợ tao nói có mày hỏi tao thêm gì nữa. Bây giờ con hỏi thầy này, con học của thầy là kiến thức là uyên sâu, là thông minh, nên con mới đi qua làng bên, con thách đấu đố chữ với thằng làng bên. Đấu chữ với thằng làng dạ, bên? Thằng đó mặt nó ghét lắm thầy. Thằng nào nói cho thầy biết? Thằng Vinh Dâu thầy. Nhìn mặt nó là không ưa thầy ạ. Thằng đó là cái mặt nó có nét đẻo, mà nét không phải đẻo thường, mà nét gọi là đẻo mà đẻo hài hòa đấy. Đau nha. Đau, đau. Con cứ nói vậy nó đối với con sao ha, chứ đừng có tả khuôn mặt nó nữa nha. Dạ. Thầy nhột bỏ qua mặt nó, nhưng mà tính cách của nó rất mất dạy với con thầy ạ. Con không ngờ nó là con người như vậy. Bố láo mất dạy thầy ạ. Cái chuyện này con mới bình tĩnh nha. Cái chuyện này con mới tức thầy ạ. Con qua đấy con đối chữ với nó, con đối lại, nó nói con đối bị rẻ tiền thầy ạ. Nó đối sao? Bông hoa sứ nở trắng cả một sứ hoa. Nó đối hay rồi đó, nó đối hay rồi đó. Con đối lại làm sao? Con chó vàng vàng nguyên một con chó. Đó thầy. Mà nó chửi con, ôi chặt. Thầy thất vọng về con lắm. Bây giờ con qua bên đó, con gõ cửa nhà nó. Nó bước ra, nhìn thẳng mặt nó, nói một câu thôi. Con chỉ thẳng vào mặt nó. Con đối cái gì thầy? Đối đi thầy, cái gì thầy? Thầy nghiệm chứ. Câu gì, câu gì? Bông hoa sứ nở trắng cả một sứ hoa. Hoa ban đỏ nở đỏ cả một ban luồng. Nở cái gì thầy? Hoa ban đỏ nở đỏ cả một ban luồng. Ban luồng là cái gì thầy? Là buôn làng đó con. Con giống như là con chửi thẳng vô mặt nó. À, tao đối lại cái câu giống như mày mà tao còn nói lái được nữa. Bây giờ con thấy cái kiến thức của thầy nó đúng là thâm thật thầy ạ. Ờ, nhưng mà mai mốt bớt đói nha con. Bớt đói nha. Hay quá thầy ơi. Hôm nay mình học bài gì ạ? Bài gì cũng được. Dạ. Hôm nay thầy sẽ dạy cho con về những... Rồi ai, ai? Kính phu thực thủy. Kính phu thực thủy là cái quái quỷ gì? Chồng tôi là thầy dạy nho, cho nên tôi nói tiếng nho chồng tôi sẽ hiểu. À, kính phu thực thủy. À, là mời chồng xơi nước. Dạ, thông minh quá. Mời chồng xơi nước. Ok, xanh cầu á. Chồng nói gì vậy chồng? Học tiếng nho mà không biết xanh cầu à? Xanh cầu à? Không biết. Xanh. Xanh là thanh. Là thanh. Cầu là kiều. Thanh kiều á. Hay quá. Nhưng mà thầy ơi, thầy là thầy đồ, còn đây là vợ thầy thì con phải gọi là gì hả thầy? Cô đồ. Dạ à, con... Ta tên Mai. Mai đồ.
Dạ, chào cô đồ, may đồ ạ. Ví dụ mà con gặp cô lần đầu á, con không biết cô là ai á, chỉ biết cô là người quen với thầy đồ á, thì con gọi là idol. Thôi bây giờ con ngồi chơi chút xíu, cô có chuyện muốn nói với thầy. Dạ. Tôi nghe bà. Đóng học phí chưa? Sao dạy hoài mà không thấy đóng học phí gì hết trơn vậy? Hả? Đứa nào cũng đóng, tới thằng này là không bao giờ tới tháng nào mà tôi thấy nó đóng tiền hết vậy. Ông nên nhớ nha, tiền con, tiền cái ha, tiền nhà, tiền cửa, tiền chợ, tiền búa. Ông dạy cũng đó rồi, tiền đâu mà sống. Tại thấy thằng này nó nghèo quá mà nó ham học nữa. Cho nên thôi dạy thiếu nó nữa, muốn đổ Trạng Nguyên có tiền nó đắp về bù. Chừng nào mới đổ, ông nhìn cái mặt nó vậy mà làm sao nó đổ Trạng Nguyên được. Hả? Ông phải đòi. Ôi. Dạ thưa thầy. Trả không? Trả cái gì hả thầy? Không trả, không biết. Tôi sợ quá à. Tại tôi thấy thương nó, tôi dạy tôi cu mang nó. Để đó cho tôi. Đó, đâu có nói ra sao đâu. Sĩ tử. Dạ, mai đồ. Tới kỳ không thấy phí, tới phí thấy kỳ không. Tới kỳ không thấy phí. Ờ. Tới phí không thấy kỳ. Con đối hay không thầy? Tới kỳ không thấy phí mà tới phí không thấy kỳ. Phí. Thôi mệt quá, chốt một câu nè. Chốt đi. Lên ký mới thấy phì. Bây giờ tụi nó thẳng quịch tẹt luôn nè. Nè cái thằng kia. Ai sao vậy? Dạ. Nếu dù mày nghèo quá thì mày ở nhà mày đừng có đi học. Thấy chưa? Mày đi học mày phải trả tiền cho thầy người ta chứ. Thầy người ta cũng phải ăn cơm ngày ba bữa mới có sức dạy mày học chứ. Tại sao mày học mày không chịu trả tiền? Từ từ mà để má nó qua trả tiền cho. Từ từ cái gì từ từ? Một năm trời nay tao không thấy mày trả một đồng bạc nào hết. Bây giờ sao mà thầy đồ mà cô như đúng giờ thấy con đồ nè. Con đồ cái gì? Thầy ơi cứu con thầy ơi. Bây giờ sao? Mà tôi thắc mắc tại sao bao nhiêu đứa nào cũng thu học phí, có thằng này không bao giờ thu học phí là sao? Nó không có tiền, mấy đứa kia có tiền cho nó học, coi như nó học ké bạn bè chứ có gì đâu mà. Không, bây giờ phải đi giữ trâu cho bà, đi làm công chuyện nhà cho bà. Còn không thì bà sẽ đuổi cổ, không cho học một ngày nào hết. Nghe lời bà đi, hôm nay thầy cho con đi bữa nha. Đó, con ra con giữ trâu cho bà, rồi bà trừ tiền rồi mai thầy giải tiếp cho. Dạ, vậy hôm nay con xin phép con đi giữ trâu ạ. Đi. Bây giờ tôi ra tôi canh nó coi nó có giữ trâu đàng hoàng không. Trả quạt. Nè. Nó còn chết rồi lấy. Ta cởi bớt đồ ra cho nó mát. Cởi ai coi. Tôi ra kêu con kia tắt máy đi đừng quay nữa, tôi cởi cho. Nói tiếng chung tiếng sao là trả treo hà. Rồi đi hết rồi ở nhà làm gì trời. Dạ. Dạ chào thầy. Thôi thầy ơi thiệt sự á, cũng ngại hết sức á, tới bữa nay mới qua gặp thầy được. Thầy ơi thầy thông cảm nha. Tại nhà tôi nghèo quá à, con tôi gửi qua đây học á mà không có đóng tiền học phí gì hết á. Nè nè thầy ơi thầy biết sao không? Bữa nay á tôi sẵn tiện tôi ghé đây nè, tôi có mấy củ khoai lang sùng nè, tôi tặng thầy. Nè thầy. À thôi. Tôi gửi thầy nguyên xề luôn nè, thầy cho con tôi học, thầy dạy dỗ giùm nha thầy. Tôi dạy nó nhưng mà không phải là để lấy mấy cái thứ này, cô hiểu không? Là bây giờ thầy chê mấy cái này thầy không lấy đúng không? Mấy cái này là cái gì đâu mà tự nhiên bây giờ để đùm đùm đầy đầy đây tôi không ăn được. Được rồi, nếu mà thầy chê mấy cái này thầy không lấy á, có gì thầy lấy tôi đỡ chứ thầy. Trời ơi. Dạ thầy. Thầy à, thật sự á, nói không phải khen chứ tôi cũng nghe danh thầy không có đàng hoàng. Nói chung là cả làng cả xóm này ai cũng biết nết của thầy hết trơn á, nói là thầy ăn tạp lắm. Vậy quy định vậy rồi phải không? Hả? Sao bây giờ thầy giúp tôi nha. Giờ thầy muốn làm liền luôn hả thầy ơi? Làm liền chứ. Thôi được rồi. Bây giờ bình tĩnh nè, bây giờ mình giao kèo với nhau là thầy thích cái kiểu gì? Muốn kiểu gì? Là thích cái kiểu rừng rú hoang dã luôn à. Cái chơi mày bắt chuột luôn nè, tôi chơi mày bắt chuột với bà luôn nè. Tôi chơi mày bắt chuột bà luôn nè, bà chơi không? Trước khi chơi nè, tôi chặn họng nhỏ kia lại nè, tôi khóa cửa nè. Tôi quy định cái cửa này khóa rồi nha. Nhỏ kia khỏi vô bắt quả tang nè, giờ tôi chơi bà luôn nè. Dọn giường cho nó sạch sẽ. Rồi. Tôi cấm con nhỏ kia vô luôn. Bên cái kiểu. Vô. Trời bỏ luôn hả? Vô bồ. Bồ lên đây. Rồi. Vô.
Vô không? Tao! Tao đâu có nghiện cái vụ quất đó. Ủa chứ thầy kêu là kiểu mà bạo lực chút xíu, thấy thầy dục gì vậy? Vô. Chói tay mày lại. Gì thầy? Chói tay. Ủa chói lại rồi làm ăn gì được? Thầy ơi. Nằm xuống. Thầy ơi. Đừng. Thầy ơi. Vô. Bây giờ tôi chịu hết nổi rồi. Bây giờ đâu ai vô được nữa. Bây giờ đâu ai. Nhưng mà từ từ thầy ơi. Không đâu, từ từ. Đừng mà thầy. Thầy tôi xin thầy. Tôi xin thầy mà từ từ thầy ơi, từ từ. Tôi biết thầy là không đàng hoàng rồi, nhưng mà cái gì cũng phải từ từ thầy. Cô ơi. Tao nắm một chân rồi mày chạy đi. Giờ tao nắm một chân tao ngồi ở đây thôi nè. Chạy. Mày chạy đi. Muốn à? Bây giờ muốn à? Ây da. Muốn. Ây da. Bây giờ muốn gì? Hả? Muốn từ từ thôi. Từ từ đi. Từ từ thôi. Đứa nào khóa cái cửa này vậy? Tại sao vậy? Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Quá ra phụ huynh qua đây lấy luôn thầy cho con hay chữ. Bà hay lắm. Tôi đã thấy tận mắt rồi. Phải thấy tận mắt chứ. Thấy bà làm gì tôi chưa? Cái đồ heo nạp khoác áo thầy đồ. Thì ra bao nhiêu lâu nay ông lạnh nhạt với tôi là có lý do. Không phải. Bà qua đây là bà tính cứng mấy cái trái cây này nè. Tôi nói là tôi không chịu. Tôi qua đây thật sự là tôi muốn đưa biếu thầy mấy cái này nè, để cho thầy dạy dỗ con tôi đàng hoàng. Mà không ngờ á, thầy không nói, không gần gì hết á. Thầy đè tôi ra, thầy lôi tôi tè tè ở đây nè. Trời ơi, lôi bà lôi bình thường không được hả? Rõ ràng hồi nãy vậy luôn đó. Ông còn gì để nói với tôi không? Tôi đâu có làm gì đâu, tôi là một ông thầy liêm chính. Tôi cho người ta chữ rồi tôi lấy tiền. Cái đứa nào không cho chữ mà không lấy lại tiền thì đứa đó kệ nó đi. Ông đừng có xạo. Ông nói gì? Ông dạy người ta ông lấy chữ hả? Tôi thấy ông muốn lấy người ta đó. Con này có gì đâu lấy. Ông ha, bây giờ ông lộ cái bản chất thật của ông ra rồi đúng chưa? Tôi sẽ cho mọi người ở đây biết con người thật của ông. Ai làm chứng? Tôi nói thiệt, ở đây có ai làm chứng đâu. Tôi thấy rõ ràng. Bà lúc bà thấy là bà này bà đè tôi mà. Tôi đâu có chủ động đâu. Đúng rồi, tôi thấy chị đè chồng tôi thiệt. Không phải. Vấn đề là tại vì tôi chống cự lại thôi. Tôi chịu hết nổi rồi, tôi chống cự lại. Chống cự mà như nuốt chọng nha. Không có mà rõ ràng anh tự cởi đồ anh để thấy cho nút áo còn xúc sổ đây nè. Bà cởi không được, hồi nãy bà đè tôi ra, bà sổ nút á. Bà cái gì mày? Gì? Bà định giấu giếm đến bao giờ nữa chứ? Không ngờ hôm nay con mới chứng kiến sự việc như này. Ba đối xử với mẹ hôm nay con không thể chấp nhận được nữa. Đừng mà mẹ ơi, con phải nói mẹ ơi. Đừng có nói sự thật ra như vậy mà cô. Mẹ học trò thôi. Học trò mới gì? Bao nhiêu lâu nay con nhớ ba. Mà mẹ bắt con qua đây không được nói. Không được nói một tiếng ba phải qua đây. Nhận ba là thầy. Thôi mà. Không ngờ bữa nay ba chối mẹ như vậy. Hèn chi. Hay lắm. Hay cái gì? Ông thấy hay hả? Ông giải thích đi. Bây giờ lý do nè. Lý do mà ông không lấy tiền nó bao nhiêu lâu nay bởi vì nó là con ông. Ngày nào đi học về ông cũng cho tiền hết á. Đây nè, lấy con cho con còn giấu trong này nữa nè. Đấy, đống tiền này. Thôi mà con, đừng có làm gia đình nhà người ta xào xáo mà. Không, nhưng con phải nói ra sự thật. Thôi mà. Như để ba đối xử với mẹ như vậy là không được. Trời ơi. Thì ra ông lừa dối tôi bao nhiêu lâu nay bây giờ. Thôi được rồi. Bây giờ con ông nó lớn như vậy rồi. Thôi mà, thôi được rồi, mình đứng dậy. Có như vậy mà, đừng có làm gia đình nhà người ta xào xáo mà. Im đi. Không có xào xáo hết, đúng rồi, im đi. Tôi nói bà im đi. Đến ngày hôm nay, màn kịch này được dựng ra bởi tôi, vợ tôi với con của bà. Để vạch mặt của bà ra. Bà là một người thích đi la liếm mấy thầy đồ để cho con mình học miễn phí. Đúng không? Có đúng không? Bà đúng không?
bà phải nói tí tôi đúng không? Bà nói đúng cái là tôi đổi vị trí khác liền đó. Này, bên này một phe nha. Ông kiếm đồng minh à hả? Tôi cảm thấy đây là những người đều bị ông lừa dối hết đúng không? Tụi tôi là nạn nhân của ông. Đến nước này, tôi cũng nói sự thật cho mọi người biết. Thực sự ra, ông thầy đồ mà mấy người biết đã lên núi tu rồi. Tôi là người em song sinh của ông. Ngày hôm nay tôi đến đây để tôi coi gia đình của ông như thế nào. Thì ra ông anh của tôi sai quá sai, gây lầm lỗi với tất cả mọi người. Tôi thực sự thất vọng về ông anh của tôi. Nè nè, tôi nói cho ông biết, nếu như có một người song sinh với chồng tôi làm vợ, tại sao tôi không biết? Tại ông không nói cho bà biết. Còn tôi là tôi không có nhiệm vụ phải nói cho bà biết. Đó là lý do bà hồi nãy bà than đúng không? Bấy lâu nay tôi lạnh nhạt với bà không? Là tại sao tôi giữ một cái vị trí đúng đắn của một người em, không đụng đến vợ của anh mình. À, đây là một cái lớp học. À! Ơn trời, thầy giáo dạy học đây rồi. Sao trò gì đâu mà đến đi học mà trễ quá vậy? Tới đây còn cười la làng nữa. Thôi ngồi 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 đi. Học sinh đúng không? Không, tôi là chúa đảo của đảo này. Cảm ơn thầy đã nhận lời ra đảo dạy học. Cũng đã hơn một năm trời thầy dạy đây rồi. Một năm rồi hả? Hơn một năm thầy không nhớ gì sao? Chứ có lẽ là dạy học sinh nhiều quá rồi, cho nên thời gian nó qua nhiều quá, cho nên là quên đi cái thời gian luôn á. Dạ không, đảo này có một học sinh thôi. Đâu có một học sinh thôi hả? Dạ, cách đây mấy ngày là thầy tắm biển đập đầu vô đá thì mất trí nhớ tạm thời đó. Vậy hả? Ôi sao cái đó tôi không nhớ gì hết trơn vậy? Bây giờ tôi xin cúi đầu cảm ơn thầy vì thầy hy sinh sự đô thị phồn hoa lệ để ra cái đảo xa xôi hẻo lánh, thì hy sinh tuổi trẻ thời thanh xuân của thầy để dạy cho một đứa học trò tại đây. Đó là một sự hy sinh vô cùng lớn lao. Cúi đầu tri ân thầy. Thôi. Tôi biết rồi, dạy học là nghề của tôi mà. Cũng rất xin lỗi thầy, tại vì đây là đảo hoang vắng nên ở đây không có điện nước, cũng không có sóng điện thoại, cũng không có internet gì. Thầy ra đây giống như là thầy không biết gì thông tin trên thế giới. Xin lỗi thầy, cúi đầu tri ân thầy. Mời thầy ngồi. Bây giờ tôi hỏi thầy, tại làm sao một người như thầy đẹp trai phong độ như vậy mà chịu ra cái đảo khỉ ho cò gái này dạy học? Thực sự thì ban đầu không có định ra đây đâu, đi du lịch chìm tàu rồi tự nhiên dạt ra nó tới đây luôn á. Rồi bây giờ đảo đâu có tàu đi về đâu. Đúng, cho nên là phải ở đây dạy học. Dạ, kiếm tiền qua sống qua ngày thôi. Thì cũng xin thưa với thầy là từ ngày thầy đã đảo thầy dạy, con tôi bắt đầu đã biết đọc biết viết. Mừng ghê có thầy, chứ tôi đâu có biết chữ đâu vậy thầy. Mà ở đây đất liền thì xa xôi, cả tháng trời mới tới. Suốt ngày bắt thầy ăn cá ăn tôm ăn mực, thầy không đủ tiện nghi sinh hoạt. Cúi đầu tri ân thầy. Nữa hả? Anh đừng có lại tôi hoài. Anh dạ. Lớn hơn tôi á. Dạ dĩ nhiên. Anh lại anh cứ cúi đầu tôi hoài, muốn tôi tổn thọ tôi chết á. Tôi nghe đồn là hồi xưa thầy là làm ca sĩ. Cô gái tôi nói thầy hát dở, anti fan nó đuổi thầy ra đây. Có hả? Cô gái tôi nói gì không biết có hay không. Tin đồn lúc nào cũng là tin đồn hết trơn không? Nhưng mà có cái thật có cái giả thầy hả? Ừ, nhưng mà cái đó chỉ là tin đồn thôi. Ca sĩ là phải hát hay chứ, ca sĩ mà hát không hay ai nghe đúng không vậy? Ủa thầy nói chuyện với ai thầy? Ở đảo này chỉ có hai người là tôi và con gái tôi thôi. Tôi nói chuyện với dông đó. Xung quanh đây dông không à, đảo này dông không à. Mà hồi xưa trong đó thầy đi hát, thầy hát cái nhạc gì thầy? Nhạc trẻ. Nhạc trẻ là hát cho mấy đứa tôi tin đúng không thầy? Đúng rồi, hát cho tin là tầm 3 tuổi đến 5 tuổi. Có một cái bài mà con nít hay thuộc lắm đó. Bài gì thầy? 1, 2, 3, 4 ngày đó. Là cái bài thầy dạy đếm hả thầy hả? Đúng rồi. Chứ thầy, từ ngày thầy ra tôi đã đặt ở trong đất liền một bộ microphone là đeo trên tay á. Cảm ơn thầy đã dạy dỗ. Đúng là thiệt, ở đảo không biết gì cả, nhờ có thầy mà cuộc đời tươi sáng. Tri ân thầy. Thôi anh cứ lại tôi hoài, để tôi lại anh lại nha. Sao vậy thầy? Nãy giờ anh lại tôi 4 cái rồi, tổn thọ rồi, bây giờ anh lại ngược lại để cho nó đều. Mời thầy đứng dậy. Không dám, thầy là kiến thức
nhân loại, tôi chỉ là ngư phủ bình thường, làm sao dám nhận cái lại của thầy. Thầy nói thầy hát cái gì đó. Bây giờ thầy có thể hát nghe chơi cái bài mà dạy con nít tập đếm á thầy. Có lo kéo kéo thầy luôn. Cái này là đặt ở trong đất liền đó thầy. Bây giờ hát nha. Dạ dạ. Trước khi hát vỗ tay nghe được không? 1, 2, 3, 4 ngày có chăng nỗi nhớ sẽ biến mất đi hay còn lưu luyến vậy, có chăng tiếng khóc sẽ dừng lại anh hay làm tan nát lòng, nhìn từng kỷ niệm trôi nhạt nhòa và phai phôi. Hay quá thầy ơi, hay quá thầy, cũng còn em quá. Dạ cái đó thầy nói thôi chứ thầy hát dở ẹt à. Cả năm trời ở đây rồi đâu có hát đâu, bây giờ lần đầu tiên hát lại dĩ nhiên là phải không hay rồi. Không chấp thầy, thầy đã đến đảo này hy sinh cả một thời thanh xuân của mình, đó là một cái sự phước phần cho gia đình tôi. Thôi tôi thích trẻ. Dạ. Tôi thích đẹp. Dạ. Tôi không thích tôi già. Tôi dạ. Cũng thò. Bây giờ hỏi này hơi tế nhị nha, thầy có người yêu chưa? Thời đó có đó, ra đây mất liên lạc năm nó bỏ luôn rồi. Ai thầy? Nghe kìa, dễ thương lắm. Làm nghề gì thầy? À, làm giáo viên. À đúng rồi. Đúng rồi, đồng nghiệp với nhau. Cùng nghề hiểu nhau. Mà cái cô đó là dạy môn gì thầy? À, giáo dục công dân. Giáo dục công dân là môn gì thầy? Dạy công dân biết cách sống này kia, biết cách cư xử này kia đó. À lễ phép á thầy. Lễ phép đúng rồi. Tiên học lễ, hậu học văn mà. Đúng rồi, đi học trễ thì nguyễn học luôn. Ờ đâu quên nữa, anh đâu có đâu bao giờ đi học đâu mà. Có đi học đâu, ở trên đảo thì từ xưa giờ kêu một chữ bẻ đôi còn không biết mà. Thầy, tôi muốn mua 2 chậu lan về để đây nè. Mà tôi gửi giấy tờ về đất liền, tôi không biết viết chữ lan. Thầy viết giùm tôi để mai mốt tôi gửi vô đất liền. Viết đây thầy. Lan thôi nha. Đúng rồi. Tôi khó lắm đó. À thì kêu viết từ thứ hai không có được đâu đó. Thì ra chữ lan là viết vậy. Vậy mà hôm bữa tôi vẽ vẽ, tôi vẽ cái chậu bông nó không hiểu, nó nói dặn họ dặn họ để nói lời tri ân với thầy. Tôi không, không, không thầy nghe tôi nói. Anh làm ơn đừng có lại tôi theo lại nào hết chứ. Thầy nghe tôi nói, ở đây có một vài cái quý hiếm. Cùng vàng quý hiếm. Trên cái núi sau đảo, trong hang núi là có một loại ngọc, để tôi cầm cục đó về tôi cho bên đất liền chế tác. Thầy ghi giùm tôi chữ ngọc giùm tôi thầy. Mấy nãy tôi nói rồi, tôi khó lắm, tôi chỉ ghi một chữ thôi. Không, thầy ghi giùm tôi đi để tôi đưa cho người ta. Thầy ghi chữ ngọc ở đây giùm tôi cái thầy. Rung tay quá ghi không được. Cái gì vậy? Không, ghi chữ ngọc á, để tôi về tôi nhờ người ta. Anh đâu biết chữ đâu, sao tôi ghi chữ gì anh cũng mê. Chữ đó là chữ lan, chữ ngọc đó. Chữ này là chữ ngọc á hả? Ờ. À. Anh đâu biết chữ đâu. Chữ này người ta đọc là chữ ngọc. À, hay thầy hay. Không biết chữ mà lẻo lượng quá. Để thầy dạy cho. À. Hay 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 hay. Ê. Cái này là lan, cái này là ngọc. Ờ đúng rồi. À, gộp lại là lan ngọc. À, lan ngọc là tên ai ta? Ai biết tên ai đâu. Tôi là tôi viết 2 chữ để tôi nhờ người ta làm thôi. Ờ. Rồi cảm ơn thầy. Hay quá thầy ơi. Mừng quá. Đắm thoát cũng đắm mấy trôi qua. Như thầy nói là do thầy đắm tàu. Đúng rồi. Nhưng mà cuối cùng thầy vẫn ở lại. Là tôi rất là cảm ơn thầy. Mong thầy ở lại để giúp cho con tôi ngày học tiến bộ hơn, để sau này nó còn có cái chữ nó ra đời. Chứ như tôi ngay trả một cái tên còn viết không được nữa mà thầy. Cái tên còn bị dụ thì đó. Cảm ơn thầy. Ủa tới giờ học chưa mà sao chưa thấy con gái tôi thầy? Chắc tại vì hôm nay tôi tới sớm quá cho nên là con gái anh chưa tới là đúng rồi. Trời ơi, để tôi kêu nó tới. Con nhỏ này học hành vậy là chết rồi, không có lo học hành. Con này thiệt tình. Anh trời đi ra đây khỏi. Anh nhớ em không? Em Ngọc, dạ giáo dục công dân nè. Hả? Ở bên trên trong biển cả tháng nay mới ra tìm gặp anh đó. Vậy hả? Cái vụ của mình sao rồi? Vụ gì? Anh nó làm gì như quên hết rồi vậy? Cái nhiệm vụ của anh ra đây là để đi tìm cái bản đồ, cái kho báu ở đây nè. À, bản đồ kho báu hả? Chúa đảo không giữ đó. Anh nói với em là anh dụ con gái của ổng. Anh lấy cái bản đồ lấy được chưa? Được, chưa có lấy được. Còn phải dạy học này kia nữa, vài bữa nữa này kia bắt đầu là ổng mới tin tưởng. Nó bắt đầu giao cái bản đồ ra cho. Bây giờ lấy được cái bản đồ đi, anh mới lấy được kho báu, anh về trả nợ cho gia đình em. Bây giờ mà đừng có để lộ ra nhau. Em là em núp dữ lắm rồi em. Bây giờ em đâu, mấy bữa nay em đâu? Em thì em trốn trên đảo nè. Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy ơi! Anh! Em đang làm gì vậy? À, đang chờ em tới đi dạy học nè. Học hành gì không biết, có ba em đây đâu mà học. Không có ba em đây là không học hả?
Đúng rồi. Vậy hả? Thôi vậy tụi mình đi chơi đi. Đi 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 đi, đi. Em nói anh nghe nè. Anh nhớ anh hứa gì không? Anh hứa gì? Yêu nhau cái năm mấy rồi, hứa hẹn bao nhiêu lần rồi mà chưa thực hiện được, bây giờ còn quên hả? À, chắc có lẽ là anh dạy em nhiều quá cho nên là anh quên. Anh nói hứa với em á là anh sẽ dẫn em ra khỏi cái đảo này á, chứ ở trong đây buồn lắm, có cái gì chơi đâu. Vậy anh dắt em đi rồi ba em sao? Ba em có sao đâu, ba em nhiều tiền lắm á. Anh thấy không, ba em xây cả cái trường cho em, có mình em học ở đây à. Giàu lắm luôn á, nhưng mà em không có bạn bè gì để chơi hết á. Em có anh nè. Thì có anh chứ. Bây giờ anh em với ba em chơi là được rồi. Không vui. Thôi bữa anh hứa em á, anh hứa em là dắt em đi châu Mỹ để xem xứ khỉ đúng không? Đâu, anh dắt em đi châu Âu. Đi châu Âu để xem diều hâu. Đúng rồi. Hay mình đi Đông Nam Á đi xem con cá. Ôi, đúng rồi, hôm bữa anh còn nhớ, em còn nhớ là anh nói là dắt em đi qua châu Đại Dương để lên giường. Bao giờ mới được đi ạ? Bao giờ vậy? Từ. Qua bữa nay nha, bắt đầu anh sắp xếp, anh nói chuyện với ba em này kia xong rồi bắt đầu tụi mình đi ha. Hứa đó nha. Okay, hứa. Anh mình nói nghe nè, nghe nói tới châu Đại Dương cái em thắc mắc quá. Nói nghe nè, chữ Dương viết sao vậy? Viết Dương giùm em coi. Dạ dạ em viết chữ Dương coi. Đó, chữ Dương đó. Dương viết vậy hả? Đinh ninh là như vậy. Đúng rồi. Ủa vậy chứ chữ Ninh viết sao ta? Em viết luôn đi. Em có biết đâu, em đang anh dạy học em mà. Cả năm trời rồi, chẳng lẽ giờ em không biết chữ? Em đúng chưa không? Học được chữ Ninh. Thôi, anh dạy em hết trơn bảng chữ K, A, B, C, D rồi ghép chữ này kia hết rồi. Nhưng mà ghép chữ Ninh là ghép từ chữ gì? Y. Y. E. E. N. N. Rồi. Đó. Là Ninh. À, chữ Ninh đó. Đúng hả? Đúng không? Vậy em cốt chữ này đọc sao? Hả? Anh dạy em nha. Đọc chữ này. Ninh Dưỡng Lan Ngọc. Có ý nghĩa gì không ta? Hả? Chắc có ý nghĩa với ba em với em á. Vậy hả? Cho nên hai người nhắc hoài vậy. Dẫn đi chơi đây, đi ra khỏi cái đảo này. Đi ra khỏi đảo này hả? Thì anh nói rồi, ngày mai đi. Ngày mai anh nói với ba em là kia cho hai đứa mình đi chơi. Đi chơi. Phải lấy sự tin tưởng của ba em chứ không thôi giờ chẳng lẽ tụi mình bỏ đi và bỏ em ba lại sao? Nhưng mà mình đi chơi á, mình đi chỗ mình khác đi... chơi, mình đi không ở đây nữa. Mình có cần đem theo gì không? Mình đem theo cái vali. Cái vali trong đó có gì vậy? Cái vali trong đó có quần áo đó. À, thế nghe là hôm bữa cái chuyện này tế nhị lắm nha. Hôm bữa anh có nói với em á, anh tìm cái bản đồ của ba em á. Đúng không? Em biết để đâu? Cái này. Em chưa có lỡ. Có cái này nè. Ai? Đây. Đó. Wow. Có cái này rồi. Đâu cần học hành làm gì nữa. Dẫn em đi đi, đi khỏi cái đảo này đi. Hay quá anh ơi. Đi, đi, lấy được cái bản đồ rồi đi. Ủa, con mụ Simla nãy đâu ra vậy? Chắc là nhầm người thôi à. Ai vậy? Nhầm người thôi à. Trời ơi, bây giờ anh cầm cái bản đồ trên tay rồi anh sợ cái gì nữa? Nói thẳng ra đi. Mình chỉ cần cái kho báu thôi, mình đi liền đi. Cái gì? Là chắc là du khách lạc đường ở trên đây á, lạc trên đảo này á. Anh nói gì vậy? Em là vợ sắp cưới của anh mà nói gì vậy? Nói gì vậy? Anh cứ nói thẳng ra đi. Nói gì hả? Hai đứa mình quen nhau một năm mấy nay rồi, anh còn hứa là dẫn em ra khỏi cái đảo này nữa. Bây giờ có một mụ này tới nói vợ sắp cưới là sao hả? Thú thật với em, đây là vợ sắp cưới của anh cách đây một năm trước. Là mình chưa quen sau nhau. Là sau một cái chuyến du lịch, anh bị đắm tàu, xong rồi anh trôi vào đây. Bắt đầu lúc đó anh mới gặp em, thì Ngọc là người yêu cũ của anh. Anh nói cái gì vậy? Mình lấy cái bản đồ anh về, anh có tiền anh trả cho ba mẹ em. Anh thiếu ba mẹ một số nợ rất là lớn đó. Anh có muốn cưới em nữa không? Ủa là sao hả? Thì hồi trước anh là vậy đó. Hồi trước anh con là à, vậy đó. Có học hành sao rồi con? Ba. Ba. Tự nhiên đảo mình xuất hiện mụ Simla này nè. Nó nói là vợ sắp cưới của thầy á. Thầy, tôi cảm kích trước hành động của thầy hy sinh cả tuổi thanh xuân mình ra dạy cho con gái tôi để cho nó có một nền tảng kiến thức sau này làm tân chúa đảo. Rồi bây giờ xuất hiện thêm một người nữa để cho đảo này thật đông người lên. Tri ân thầy. Ba. Ba có gì đâu con.
Bây giờ đảo mình vắng người, thêm người thì mình vui chứ có gì đâu. Nhưng mà giờ sắp cưới kìa. Ôi thầy, thầy đưa cái cô giáo dục công dân ra đây hả thầy? Như vậy là đảo tôi sẽ là lần đầu tiên tổ chức một đám cưới cho cặp đôi thầy giáo. Tri ân thầy. Ba, không phải như vậy đâu. Sao nghe thầy nói? Đây là vợ sắp cưới của thầy ở trong đất liền, cách đây vài năm trước rồi. Cũng mừng thôi, có gì đâu con mà la sùm lên vậy. Không mừng. Tại sao con lại không mừng? Thầy có vợ con phải hạnh phúc chứ. Không, con hạnh phúc. Tại sao? Con ghét điều đó. Tại sao? Thì con thầy yêu nhau mà. Tôi tin tưởng thầy, tôi giao con gái cho thầy dạy dỗ. Vậy mà thầy đã rù quên được con gái tôi. Thầy ơi, nhất tự di sư, bán tự di sư, thầy có hiểu điều đó không? Tôi hiểu, nhưng mà trai với gái mà ở gần nhau lâu ngày cũng có tình cảm cũng đúng chứ. Không, thầy là người đã có hôn ước mà thầy đi dụ dỗ con gái tôi, dù nó có hai mươi mấy tuổi rồi, nhưng điều đó là không chấp nhận được. Thầy là thầy giáo mà thầy. Tôi thật với anh á, là trước đây á tôi cũng ăn chơi dữ lắm. Tôi có làm một khoản nợ rất là lớn trong đất liền. Sau một lần tôi buồn quá, tôi định đi chơi cho khuây khỏa, cho thoải mái đầu óc thôi. Sau đó thì bị đắm tàu và bắt đầu đạp qua cái đảo này. Thì tôi bắt đầu công tác dạy học ở đây. Thì trong thời gian đó tôi không còn liên lạc với những người trong đất liền nữa, và cũng không có ai tìm tôi nữa. Những ngày tháng đó tôi sống rất là bình yên. Tôi dạy học, tôi nói chung là thoải mái đầu óc. Tất cả mọi thứ về quá khứ tôi đã quên hết rồi. Đâu có. Nhưng mà hôm nay em quên đi. Chỉ vì tấm bản đồ này mà tôi đã gây ra hiểu lầm. Tức là thầy chỉ dựng lên một màn kịch tình cảm với nó. Một đứa trẻ ngây thơ không biết gì, để chủ yếu lấy được cái bản đồ này hòng tìm kho báu sao thầy? Tình cảm là thật. Tình cảm tôi với con gái ông là thật. Thầy là một người thầy giáo mà đi yêu học trò của mình, thầy nói vậy là được à? Tôi yêu nhưng mà tôi có làm gì đâu. Tôi yêu nhưng mà tôi giữ trong tim. Tôi đợi khi nào con gái ông học ra trường, bắt đầu lúc đó tôi mới bắt đầu tính tới cái hẹn ước. Ở đây là có trường nào mà học ra trường? Trường cái lớp này nè. Bây giờ thầy ra đây với mục đích là chiếm đoạt kho báu của hòn đảo gia đình tôi. Vậy thầy chắc chắn không phải là thầy giáo. Thầy chỉ mạo danh để thầy làm cái chuyện tào lao tầm bậy này đúng không? Ngay lúc này anh phải thú thật với em nè. Cái khoản nợ mà anh nợ ba mẹ em á, có thể là sau thời gian này anh sẽ trở về và anh tìm cách khác để có thể trả tiền cho ba mẹ của em. Nhưng mà trong một năm qua, thực sự anh cần một lời quan tâm từ em. Quan tâm cái gì? Đảo này không điện thoại, không internet mà quan tâm. Anh cần em khuyến khích anh trở thành một người tốt, chứ không phải là đi ăn cắp, ăn trộm, rồi phải đi chiếm đoạt một cái tài sản của người ta như thế này. Vậy bây giờ anh muốn sao? Chứ có lẽ là anh sẽ trả nó về vị trí cũ. Xin lỗi ông, vì đã làm mất lòng tin ông và con gái ông. Tôi báo cho thầy biết, khi đụng được vào cái tấm bản đồ này cũng là lúc hòn đảo này sẽ bị cô lập và không có một chiếc thuyền nào có thể chở các người về trong đất liền đâu. Bởi vì tôi đã tự tay phá nát hết con thuyền của tôi rồi. Trên vùng biển này không còn chiếc thuyền nào hết. Nó chỉ chạy ngoài một chiếc kìa. Nó chạy ngoài biển thôi, nó băng qua là qua luôn rồi. Thấy cũng hơi xa đó. Nó không có đậu lại đâu. Và thầy vĩnh viễn sẽ không rời khỏi hòn đảo này, sẽ chôn vùi tuổi trẻ tại đây. Nhưng mà ba ơi, con chỉ muốn thầy ở lại thôi. Ba thảy mua sim ra ra biển đúng không? Trời anh, mình quen nhau từ nhỏ tới bây giờ đó. Quen nhau từ nhỏ nhưng mà một năm qua nó đã thay đổi hết rồi em à. Bây giờ anh bỏ em, anh theo cô gái này. Không phải là anh bỏ em, mà là cái gì của người ta nó sẽ là của người ta. Là bây giờ anh quyết định sao? Anh sẽ trả nó lại vị trí cũ. Rồi sau đó khi nào anh về đất liền, anh sẽ tìm phương án khác để có thể nói chuyện với ba mẹ em. Rồi vậy là anh vẫn về với em đúng không? Không được, anh không có được về đất liền đâu, anh phải ở đây luôn với em đó. Tôi báo cho thầy biết, chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại, tất cả sẽ bị chôn vùi ở đây. Ở đây có điện thoại để gọi à? Nếu có điện thoại là tôi đã gọi về đất liền cách đây một năm trước và có tàu đến đây đón tôi rồi, chứ không phải là ở đây đứng nói chuyện với ông. Mày chắc chắn là không phải thầy giáo, mày là
ăn chơi rồi bị đắm tàu rồi lên đây giả dạng để mà mưu đồ lấy con gái qua đây, mưu đồ lấy kho báu. Cái gì vậy anh làm gì vậy? Ủa xin la qua đây. Ủa anh làm gì vậy? Đứng lui để tao giải quyết. Bây giờ tôi hỏi, con gái tôi này cũng đã lớn tuổi, trên đánh đảo này cũng không có đàn ông, thì có tôi với nó. Bây giờ hiện tại là cậu bỏ qua về cái tiền bạc, cậu yêu thật lòng đúng không? Nếu cậu yêu thật lòng thì cậu vĩnh viễn ở đây, cậu chấp nhận không? Không biết thế giới bên ngoài nữa. Chấp nhận đi, em yêu anh thật lòng mà. Anh chấp nhận nhưng mà em đòi cái chuyến du lịch châu Âu vừa rồi, đi châu Đốc này kia rồi sao? Sao hết á, mình chồng ý đi rồi mình đi sao? Sao nãy nó khác giờ nó khác vậy? Lại hai mặt cũng đâu sao? Anh nói đi chứ không thôi là ba đuổi ra khỏi đảo này đó. Tôi đồng ý ở đây vĩnh viễn chôn vùi cuộc đời tại nơi này. Được, tôi làm được. Còn mụ sinh ra em. Còn cô gái này, cô gái này bây giờ gả cho ông đó. Nếu cô yêu con gái tôi thì cô làm gì có thể mà nuôi nó được. Đi lên rừng săn thú, đi ra biển bắt cá. Tôi còn tay còn chân mà, dĩ nhiên là phải làm được tất cả mọi thứ chứ, đúng không? Trừ khi nào mà người cục tay cục chân người ta vẫn có thể người ta làm được, chẳng lẽ tôi làm không được đúng không? Tôi chỉ không cho con ông túi hiệu, không cho xe hơi nhà lầu thôi. Như vậy là thầy đã vượt qua huấn luyện trên đảo, chúc mừng thầy. Ủa là sao? Hả? Bà xã, trời ơi, bà xã tôi, gái tôi, buổi sát hạch cuối cùng để coi thầy có vượt qua được hướng nhân văn hay là làm điều xấu. Thầy vượt qua được rồi, thầy nãy giờ làm hết hồn nhân. Một lần nữa cuộc đời tôi đi về đâu luôn rồi chứ. Một lần nữa cảm ơn thầy đã đến với đảo này và mang lại nhiều cái điều bổ ích. Tri ân thầy. Ơn trời, cô giáo đã về rồi đấy à? Dạ. Tôi là cán bộ thanh tra của Sở Giáo dục. Được biết lớp này là cô phụ trách. Các cháu độ tuổi có đồng đều không cô? Dạ, rất là đồng đều. Tỷ lệ về nam nữ thì có khác nhau không? Dạ, trước khi trả lời câu hỏi thì có thể cho em đổi chỗ được không ạ? Được, đây là lớp của cô mà. Dạ, tại vì góc mặt bên đây em đẹp hơn. Không sao. Trở lại vấn đề này. Dạ. Tôi muốn kiểm tra một số những cái điều kiện học tập của các cháu ở đây tốt không cô? Dạ rất là tốt ạ. Sao các cháu mầm non mà lại cho chơi súng thế này? Dạ đây chỉ là súng đồ chơi và bắn ra nước thôi ạ, chứ không có gây hại gì cho các cháu hết. Cô phải biết rằng là tất cả các bậc phụ huynh và xã hội cũng như các nhà trường tuyệt đối không để cho các cháu chơi những đồ chơi mang cái cách nghĩ gây bạo lực như thế này. Dạ. Tôi nghĩ là việc này cô nên tiếp thu. Dạ. Và phải có cách giải quyết ngay. Dạ. Tuyệt đối không được để như thế này. Dạ em đi cất liền. Dạ. Vấn đề ở đây không phải là cất. Vấn đề là tôi nghĩ là bạn nghĩ thế nào nếu như những trò chơi này nó ảnh hưởng đến việc định hình tính cách cũng như là ảnh hưởng đến tâm sinh lý của các cháu. Quan trọng là cái cách mình dạy các cháu như thế nào thôi. Uh-huh. Tất nhiên là các cháu ở độ tuổi nhỏ thì mình không hướng cho các cháu theo bạo lực. Nhưng mà em nghĩ đây chỉ là một cái trò chơi rất là nhỏ. Và mình sẽ giải thích cho các cháu là đây chỉ là một trò chơi thôi, chứ mình không có được bạo lực trong học đường. Tôi cũng muốn đi tham quan một chỗ nơi khác để xem là cơ sở vật chất ở đây thế nào. Dạ, dạ mời thầy ạ. Trả quần áo. Cái gì chọc bạn hả? Chơi gì đâu. Liêu. Thì bây giờ con có tè dầm không? Dạ không, nó tè. Nhưng mà sao mình lại ướt? Nó tè xong cái nó dụ con thay quần. Nó kêu cởi ra đi, cái đổi luôn. Mẹ thay quần cũng đang đi. Đi cho mẹ thay quần cho. Đi đi. Thay ở đây. Đi. Mẹ. Cho anh chị luôn á hả? Ê. Ừ thay đi. Đi. Chịu trách nhiệm nha. Ôi. Liêu.
Bè bè dòng. Mẹ lần này không chỉ là chết luôn á. Em ơi cay không? Cay mà biết cay mẹ. Bắt bạn cởi quần trả cho con đi. Thôi con không cởi đâu, con có một cái này thôi đó, đừng. Con có một cái à. Đi. Mẹ đứng yên đi, ăn ăn vàng quá. Bây giờ mình sẽ chơi trò chơi à ơi ru em bé ngủ. À nằm bên đây ơi, nằm bên đây nha. Xong rồi đến 1 2 3, ru em bé ngủ, cái hai em bé kêu là ngủ là nhắm mắt lại ngủ luôn. Hiểu trời chưa? Ơi trò chơi trí tuệ quá. Trời. Trời chơi chơi gì mà nhẹ nhàng. Lâu lắm rồi mới chơi một trò khó như vậy. Rồi bây giờ mẹ kể chuyện tí đi ngủ liền. Ngày xưa trong một khu rừng nọ có một con thỏ, nó ăn cỏ, nó thỏ mà nó đi ăn cỏ là thấy buồn ngủ. Đúng rồi đó. Kệ mẹ ngủ kể mình cứ ngủ. Ôi, mẹ còn kể nữa mà. Con thỏ ăn cỏ uống nước. Thôi đừng có ngủ vậy, nghe mẹ kể chuyện đi. Mẹ ơi đừng làm ồn với tụi con ngủ rồi mẹ đánh thức dậy làm chi vậy? Đúng rồi mẹ chưa có kể sao. Kể thì vô duyên mình chết. Thỏ ăn cỏ làm như con chó vậy. Cho mẹ kể hết câu chuyện đi, là ngủ mẹ muốn kể, mẹ mắc kể. Tì quá à.